Shop Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng giới thiệu các bác một con máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông. Ở cái chiếc này em còn một chiếc. Hình thức thì nó như trên clip các bác nhìn nhé. Nói chung là nó không phải là đẹp, cũng không xấu quá, bình thường. Chiếc này em bán thanh lý nốt cho các bác 1.8 triệu, hết lô luôn. Đấy. Cả tình trạng mọi thứ các bác nhé. Cái bình nước này thì nó hơi sứt một tí góc, chả ảnh hưởng gì đâu ạ. Đấy, có như nào thì báo các bác luôn nhé. Vỏ như trên hình các bác nhìn, mặt trước thì khá là đẹp. 1.8 triệu, bảo hành 1 năm luôn, giá đồ biến áp, điện 220V nhé, mọi chức năng hoạt động ok ngon lành hết. Đây, giá em bán rẻ thì nó chỉ là do hình thức nó không được đẹp như các con khác thôi, chứ còn không có khiếm khuyết gì các bạn nhé. Bên trong này thì hai cột lọc tĩnh điện hai bên này, màng HEPA em thay mới rồi nhé. À, và có cái lưới lọc này, cái lưới thô này nó hơi bị rách đây, nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái vấn đề lọc trước đâu. À, còn một con tổng kết bán nốt cho các bác 1.8 triệu. Bảo hành 1 năm nhé. Cái lưới thô này thực ra thì nó không ảnh hưởng gì lắm đâu các bác. Này cái mua thay cũng được mà, nhưng mà em bán nốt thì các bạn. Các bạn nào chuyển khoản hết em bao ship luôn toàn quốc luôn, cho hết máy. Bình nước mang tạo ập. Daikin đồng hồ vuông 1.8 triệu bảo hành 1 năm, đời 2013 V ACK 70N 6135, dùng cho phòng khoảng 55m² đổ lại. Mọi chức năng hoạt động ok ngon lành hết nhé. Các bạn nào lấy các bác lô cho em. À, chào các bác.